Hello anh em nha, là mình Huy xe đây. Hôm nay về được nhiều quá anh em ạ, chắc phải tập trung con xe á. Nay có hai con giờ ba này, trước rất nhiều anh em hỏi này, rồi CBR 650R này, con này cũng rất nhiều anh em hỏi, con này đi có 4.000 cây thôi, tháng 12 2020. Tiếp theo là Z1000 mẫu cũ 22 này, xe đi 15.000 cây là anh em biết nó cọp cỡ nào đúng không? Tiếp theo nữa là Z8 ABS 216. Đó. Đấy, đi tem chùm bên trong màu đen xanh. Con này là con CB150R này, con này đi 15.000 cây rồi, 2019. Cuối cùng là con CBR 250R. Anh em biết đi bao nhiêu cây không? Rồi, tiếp tục. Đầu tiên nhá, dứt con này trước. Hai chìa đầy đủ cho anh em nhá. Xe này mình mua là nó 280 cây. Rồi mình chạy từ nhà khách về là 322 cây này. Đó. Anh em nhìn nhá. Xe này không cần tả luôn. Để cho anh em à, xe vừa đi về là ốc này. Cho anh em xem độ ghen. Đấy. Anh em nào mà muốn mua xe mới đập thùng thì có thể suy nghĩ qua con này nhá. À, cho anh em xem máy bên trong à. Thấy không? Đẹp, xanh mà xe, tất cả xe bên ngoài này đều là chưa rửa nha, nên nó sẽ hơi dơ. Anh em coi tạm nhá. Đặc biệt là con này biển số Sài Gòn luôn. Rất thích hợp cho anh em nào hộ khẩu Sài Gòn về ra tên thì rất thích hợp cho anh em là hộ khẩu Sài Gòn nhá. Màu đỏ con này là cái form này là form 2019 rồi nha, đỏ trắng sườn đỏ này. Con này thì nó đăng ký sớm một chút, 28 tháng 12 2018, coi như là 2 ngày nữa là sang 2019 rồi đó. Hai chìa hai kiếng đầy đủ hết cho anh em luôn. Giá mình bán con này là 128 triệu, đi 300 cây, CBR 250. Mấy xe này thì mình quay nhiều rồi. Nó có 3 mod chạy này, buộc upside down này, ABS này, nói chung là rất nhiều, ga điện tử nữa. 128 triệu nhá, biển số Sài Gòn, rất thích hợp cho anh em là hộ khẩu Sài Gòn. Tiếp theo CB150R, biển 65. Mấy xe này toàn mấy xe quay nhiều lắm rồi. Con này như cũng 2 chìa đầy đủ cho anh em này. Lỗ giá luôn này, 74 triệu, CBR 150R, xe này là 2019 nhá, toàn chưa rửa hết anh em, mọi chức năng hoạt động bình thường. Rồi xong Z8 này, con này thì 216 bản ABS này, đi tem chùm nhá, bên trong là màu xanh đen. Xe này cũng cực kỳ đẹp luôn, bóc tem chùm ra là keng. Anh em coi tạm nha, hơi chật xíu. Tại vì sao mấy này mấy anh đô thị làm gắt quá, không dám để xe bên ngoài quay, còn phải để bên trong này quay, không ra là mấy anh hốt xe luôn anh em ạ. Thì mình cũng quay chi tiết báo giá đời xe và tình trạng nhá. Anh em nào ví dụ như mà vẫn muốn xem kỹ con nào có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0974847553 nhé. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Vĩ An, Bình Dương. Quay đi nhiều chưa? Con này thì 25.000. Em thì thầm luôn, được cái bô xịn này, cái bô này 19 cổ, nó hơi xấu tí thôi. Đây, rất nhẹ đây. Nhưng mà nó là bô xịn anh em ạ. Máy móc thì em thì thầm một xuân luôn. Đem chùm rồi, anh em mà không thích thì có thể bóc ra nhá. Thì con này bên cửa hàng đang bán cho anh em là 169 triệu, Z8 ABS 216, đi 25.000 cây. Rồi tiếp theo là con này à, rất nhiều anh em hỏi rồi mà bây giờ mới về được hàng. Thì mình cũng không muốn bán xe đời cũ đó, nhưng mà thật sự là nó quá đẹp đi. Z1000 2012, kính chắn gió này, trợ lực này, chưa rửa này, hơi phân giờ xíu, chống đổ này, bảo vệ FI này, lốc máy lốc miếc là đầy đủ hết nhá.
Expo thì đã được xin ra bao đẹp luôn. Cái này của nó zin là màu đen, đánh bóng lên anh em thấy không? À, xe 22 mà anh em nhìn ốc tán này, thấy không? Chưa có hiện tượng gì sét luôn, mới keng. Kia cũng vậy này, dày cui. Đó, anh à, để nổ máy cho anh em nghe thử. Nhưng mà từ từ đã, con này như là phải bóp côn anh em ạ. Anh em chờ xíu nha. Rồi, ok. Ô đô này 16.000. Con này máy cực chất luôn anh em ạ. Cho anh em nghe tiếng máy nha. Đẹp. 165 triệu cho một em Z1022, xe cọp nha anh em, đuôi zin còn này, đi 16.000 cây, đồ chơi xương xương vài món đủ xài thôi nha anh em, 165 triệu. Tiếp theo. Đây mình còn hai con R3 này và một con CVR 250R để mình quay con này trước cho anh em nhé. Con này thì là tháng 12 2020. Hai chìa khóa, hai kiếng đầy đủ hết cho anh em. Bô zin, đuôi zin, nói chung là con này zin hết, không có đồ chơi gì cả. Mà nó có đồ chơi luôn á, nhưng mà chẳng lúc mà bán xe, chủ xe người ta xin lại nha. Để sao mình biết nó có đồ chơi. Đây, thứ nhất, cái bát này là bát bát bố đồ này. Nói cho anh em biết này, thứ nhất. Thứ hai là cái nút này là nút đèn trợ sáng. Đó, là hai con đó là chủ xe xin lại nha anh em. Con này thì nó đi có 4.000 cây thôi, nhưng mới nó hơi dơ một xíu, nhưng mà chất xe rất đẹp nha anh em. Ốc tán này đi 4.000 cây chắc anh em cũng không cần phải. Con này thì màu bạc nha. Tất cả hoạt động bình thường hết. Toàn bộ xe mình quay cho anh em đều là máy móc zin nhá. Cam kết anh em luôn, bảo hành cho anh em chơi. Đó, 4.240 km. Con này chắc không còn tàn nhiều lắm. Giá mình bán là 222 triệu. Con số cực đẹp luôn nha. Đó, anh em nhìn này. Ốc tán này, vạch sơn còn đầy đủ hết này. Rửa một phát thì nó ăn keng luôn. Đó, tiếp theo hai con này thì báo nhanh cho anh em nha. Đó, con này mình báo là 222 triệu nha. Biển 60 Biên Hòa, 60 Đồng Nai. Con biển 68, con biển 79 này, R3. Hai con đều đi 15.000. Đây, con này 15.332. Còn con này thì 15.740 này. Hôm nay mình về cực kỳ nhiều xe nhá. Để mình nổ một con cho anh em nghe. Con này đẹp này. Còn về đời thì hầu như là R3 mà mẫu cũ nó đều 215, 216 hết nha anh em. Chỉ khác năm đăng ký thôi. Con này đăng ký 20 từ từ để mình nhớ lại, cái hai con nó giống nhau quá. Đây là con này đăng ký 219 này, con này đăng ký 216 này. Đó, anh em muốn mua xe nào thì chụp ảnh lại nhá, biển số mình báo giá trực tiếp cho anh em. Bây giờ mình bán đồng giá là 85 triệu nhá. Hai xe cực đẹp luôn. Đây. Anh em coi này. Thấy không? Dàn áo đẹp luôn này, không chảy. Ốc tán này vẫn còn màu. Lốc máy này không chảy, đẹp. Gác chân đó anh em thấy chưa? Quay vài chỗ là anh em đủ biết rồi. À, đẹp chưa này? Bình xăng này không có lỗi luôn. Rất nhiều anh em hỏi mình R3 rồi mà hôm nay mình mới về là đồng giá nha anh em, 85 triệu. Anh em thích lấy xe nào cũng được. Đó, trước mắt là về, hôm nay là về được mấy con đấy thôi. Ngoài ra bên cửa hàng rất nhiều xe nha anh em. Hôm nay mới sắp xếp lại cửa hàng. Anh em nhìn không, cho cái kệ sang bên kia. Đây, hàng xe dài. Còn rất nhiều chỗ để đựng xe nên là mua hơi nhiều. Hôm nay về 2 con 150 này nữa này. Màn đít này quay rồi này. Người X này chưa quay này. Cho nên kệ thôi, để clip sau thì cũng dài rồi nhá. Thì vừa rồi là những con xe mới về, mình có quay báo giá và chi tiết cho anh em hết rồi. Anh em nào vẫn muốn thắc mắc cái gì thì có thể alo trực tiếp một số điện thoại này 0974847553, địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nhé. Ok, thì cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip nha.